Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người câu hỏi mà mình đã tự đặt ra cho chính mình là học y khoa ở Mỹ có khó không? Và đây cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi mình. Đây là một cái video rất là informal. Mình cũng không có chuẩn bị gì trước để mà chia sẻ với mọi người, chỉ là nói ra những cái kinh nghiệm của mình thôi. Mình xin chia sẻ, thật ra mình là một cái đứa không có quá thông minh, mình chỉ là một cái đứa siêng năng, có thể là siêng năng hơn một người bình thường. Có thể là trong một vấn đề nào đó người ta làm xong thì người ta bỏ qua, nhưng mà mình xem tới xem lui, có nhiều khi là đôi khi tưởng là mình bị obsessive compulsive disorder nữa, xem tới xem lui xem hoài. Nhưng mà có những chuyện mà mình không thích rồi á thì mình lại không có quan tâm tới nó, chỉ để nó qua một bên thôi, hoặc là làm cho nó qua loa hay thôi. Đó là những việc mà mình thấy nó không có quan trọng trong đời sống của mình. Chắc mỗi người của chúng ta thì cũng như vậy mà, phải không? Thì để câu trả lời câu hỏi học y khoa có khó không? Thật ra khó là cái sự kiên nhẫn, sự kiên trì để mà theo đuổi cái đam mê, để mà có thể gác lại hết tất cả những việc mà mình muốn làm trong cái thời điểm đó để tập trung vào trong một cái việc mà có phải là mất rất là nhiều lâu năm để mà chúng ta có thể hoàn tất được cái công việc đó. Và việc y khoa cũng như vậy, tại vì cái quá trình học nó ít nhất là 10 năm, cho nên là cần đòi hỏi cái sự tập trung và sự hy sinh đầu tư hàng ngày và kiên trì để mà theo đuổi nó. Mình nhớ là lúc mà mình là một cái cô bé học ở high school, mới rời gia đình để mà đi tới học đại học 4 năm ở cái trường gọi là University of South Florida, trường USF. Thì gia đình của mình thì cũng không có khả năng để mà có thể cho mình ở tại trường, ở dormitory chẳng hạn. Và như thế thì ba mình mới gửi mình tới nhà của một cái anh chị rất là dễ thương, cũng đi trong nhà thờ của mình, anh chị Khương Châu. Không biết nhắc tới đây thì anh chị còn nhớ không, cái thời điểm đó là Mega dọn tới nhà của anh chị. Anh chị rất là tốt bụng. Nhớ là anh Khương có vạch kinh thánh một câu để mà nhắc nhở mình, nếu như trong thời điểm đó giúp được ai thì mình nên giúp. Và từ đó thì anh chị mở lòng ra để cho mình ở tạm nhà của anh chị trong lúc mình đi học. Rất là cảm ơn anh chị. Nhưng mà ở được, mình nhớ là khăn gối tới nhà anh chị ở, và khoảng chừng 2 tuần, như 2 tuần. Mình nhớ cái vật mà lớn nhất mà mình mang tới là cái cây piano điện của mình, nó khá là nặng. Lúc đó là nhờ anh rể của mình chở một cái chiếc xe van để đi qua, đặt vào cái phòng của mình. Mình không có đem quá là nhiều đồ, hình như cái vật nặng nhất đó là cái cây electronic piano đó, là một cái người bạn của mình để mình theo dõi trong những năm mà mình học đại học. Thì nhớ là ở được 2 tuần thì mình rất là nhớ nhà. Mình thật sự, người ta nói cái chữ homesick á, tức là tạm gọi là nhớ nhà mà đến nỗi bệnh luôn đó. Thì mình rất là nhớ từng những cái buổi ăn, đi học về ăn chung với ba, rồi những cái góc nhỏ ở trong nhà, cái góc học bài của mình, nhớ rất là nhiều. Mình mới gọi chị của mình, chị thứ sáu, lúc đó hay nói chuyện với chị sáu thì mới gọi, nói chị sáu bây giờ em rất là nhớ nhà. Thật ra ở nhà ai cũng la mình hết, nói mới vừa dọn tới có 2 tuần mà bây giờ muốn dọn về là như thế nào. Chỉ cái chị sáu của mình hiểu được cái nỗi nhớ nhà. Chị mới kể là lúc mà chị đi học, rồi gia đình đi học á, chị của mình là cô giáo, dạy mẫu giáo, rất là giỏi về cái cách nói chuyện, kể chuyện, rất là có duyên, rất là một người phụ nữ rất là đảm đang, rất là yêu thương các em út ở trong nhà, và rất là chăm sóc tốt cho các con. Là một người có những cái khía cạnh mình rất là nể phục trong cuộc sống. Thì chị mới nói là chị hiểu rồi, chị giáo là người duy nhất cho mình khuyến khích mình đi về. Từ thật ra lúc đó mình rất là nhớ nhà, thì mình mới đi về, về lại gia đình ba của mình. Lúc đó thì mình mới lái xe đi, mỗi ngày thì lái xe từ nhà tới trường khoảng chừng gần 1 tiếng 15 phút. Mỗi lần mà lái tới trường rồi vào cái lớp học biology, mình thật là mệt mỏi và muốn buồn ngủ làm sao, tại vì cái thời gian mình lái xe nó rất là nhiều rồi. Thì mình mới lái được một mùa,
mình học cũng ổn nhưng mà thấy sức khỏe không tốt, bởi vì ngày nào cũng lái xe mà. Trên cái chặng đường đó, nhất là gần trường thì sẽ có trường này ha, rồi có bệnh viện này ha, rồi có cái những khu ăn uống á, và cái khu đó rất là đông ở Florida, thời tiết lại nóng, mỗi lần mà kẹt xe thật sự là mình muốn give up làm sao luôn á. Thì mình chạy như vậy một mùa, sau đó thì mình lại về nhà để sống, về về từ trường về nhà. Sau đó thì mình mới chịu không nổi rồi, bây giờ phải tìm một cái option nào khác. Sau đó thì có một cái gia đình người Mỹ này cũng rất là tốt bụng và cho mình ở nhà của ông bà. Nhà của ông bà thì có một người con bị bệnh Down syndrome, anh này cũng 30 mấy tuổi rồi. Thì tới cái tuổi đó thì anh phải rời gia đình để mà tới một cái nơi apartment khác để mà tự tạo một cái đời sống tự lập á. Thì trong khi mà anh dời đi như vậy á, thì mình được thừa hưởng cái apartment của anh. Cái apartment cũng rất là dễ thương, có bếp núc, tủ lạnh, tủ quần áo, có giường, và cho mình một cái khu, cái không gian riêng của mình để mà mình tập trung học. Mình nhớ cái phòng đó có một cái closet rất là to, to đến nỗi á mà mình chọn một cái bàn học ở trong đó luôn. Mình có một cái wooden table, really long wooden table, and mình mới học bài ở đó. Ngày nào cũng như ngày nào là một cái routine. Cho một cái điểm quan trọng là routine của mình thích làm cái gì nó routine và nó productive cho mình, nó đạt kết quả tốt. Thì mình mới khi mà ở đó đó thì mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nào thì hình như là 5 giờ mấy mình đã dậy rồi và sửa soạn ôn bài. Hình như là mình pack cả lunch, cả breakfast nè ha, lunch nè ha và dinner luôn. Và mình có cái cooler có sẵn ở trong xe, ở chỗ ở trường á, ở thư viện thì có microwave để mà hâm đồ. Thì mỗi ngày như mỗi ngày, ngày nào mình cũng đến trường 6 giờ mấy sáng và đậu xe. Tại vì sao? Tại vì khi mà ở một cái trường rất là đông như vậy á, thì mỗi lần mà tìm chỗ đậu xe đó là phải tốn ít nhất á, là 30 phút á. Là có khi hả trời thật là nóng nè ha, mà cứ chạy xe tới xe lui mà tìm á. Mình kinh nghiệm vài lần rồi, cho nên á là cái cách mà để mình có được một cái thời gian mà và cái làm cho cái ngày của mình nó trôi chảy hơn á, là mình 6 giờ mấy thì mình đã đến trường. Có nhiều khi là mình đứng trước cửa thư viện đó, mình đợi, mình là một trong những học sinh đứng trước cửa đợi để mà thư viện mở ra là lúc 7 giờ. Ngày nào cũng như ngày nào, và về là thường thường 10 giờ tối mình sẽ về. Để mà mình không có dời xe tới lui á, khi mà học như vậy thì mình sẽ đậu xe ở chỗ đó, mình sẽ cặp sách đồ ăn chuẩn bị rất là nhiều cho một ngày dài. Có đôi lúc thì mình sẽ tập thể thao luôn ở trong trường và shower tắm rửa trong trường và chuẩn bị lớp mới. Mình nhớ học chung á, thì các bạn ngồi chung với mình á, là đứa nào cũng học rất là nhiều, hầu như cũng ở cả trường, cho nên mỗi lần mà đi mà để mà tập sách ở đó, đồ đạc ở đó để mình lớp khác á, thì lúc nào cũng nhờ những người bạn thân đó để mà xem đồ giùm. Sau khi một tiết á, thì mình trở lại để mà học. Cho nên cái routine của mình nhớ tới á, thì rất là thích, nhưng mà chắc là không muốn làm lại đâu. Bây giờ hình như là cuộc sống của mình nó khác, đi làm nữa mình thoải mái hơn rồi, có tiền để mà chi trả những cái việc cần thiết, và mình cũng thích đi làm nữa, không có phải nhớ rất là nhiều. Và đi làm mình được có cơ hội ấy, mà mình sáng tạo hơn nữa nè ha. Trong cuộc sống riêng của mình cũng có thể có nhiều cái sự freedom, tức là có khả năng và có cơ hội để mà mình làm những cái việc khác ngoài là y khoa, và mình cảm thấy cuộc sống nó, những cái điều khác trong cuộc sống nó góp phần như thế nào để giúp cho mình trong công việc y khoa của mình, và ngược lại trong công việc y khoa mình sẽ giúp được những người khác như thế nào, những người bạn anh chị em mà mình gặp. Cho nên là học y khoa có khó không? Thực ra học y khoa không đòi hỏi một cái đầu óc thông minh, nhưng mà đòi hỏi cái sự cần cù, kiên nhẫn, kiên trì và có một cái quá trình học tốt. Khi mà thi những cái bài thi á, thì giống như chúng ta xây một căn nhà như vậy đó.
chúng ta cần hiểu nó, cái blueprint của căn nhà nó như thế nào, cần những dụng cụ gì để xây căn nhà đó, thì chúng ta sẽ thi một cái bài thi có thể là rất là dài, như là cái MCAT hoặc là USMLE, mà để ngồi 6 tới 8 tiếng để mà làm bài thật là tốt. Cho nên đó là những cái chia sẻ của chị. Mong là video này sẽ giúp mọi người hiểu được học y khoa có khó không. Thật ra là không khó. Và rất là cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào.